Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội là xã có nhiều hộ chăn nuôi lợn, gà ở quy mô trang trại và gia trại. Ngày 18 tháng 9, mực nước sông Hồng đã rút xuống thấp, nhiều hộ gia đình đang tất bật với công việc dọn dẹp, tiêu độc, khử trùng chuồng trại với mong muốn phục hồi sản xuất sớm nhất có thể. Hôm qua nước mới rút thì là bao giờ gia đình tôi là làm gọi là thông ca, là xịt lại chuồng và ngâm vôi, và trước mắt là ngâm vôi xong 1-2 hôm bắt đầu mới dùng sát khuẩn chuyên dụng để khử trùng chuồng trại. Khi nước rút thì mình lại phải coi như vậy là triển khai nhanh và trở lại cái đàn vật nuôi để cho nó ổn định như ban đầu, sau đó là lại cho nó dùng điện giải rồi thì kháng sinh. Phải bán bớt khi chạy lũ, tổng đàn hiện còn của gia đình anh Chính là 150 đầu lợn. Sau hơn một tuần vật lộn, sơ tán đi, di chuyển về, đàn vật nuôi của gia đình hiện đã cơ bản ổn định. Anh cho biết, việc cấp thiết lúc này là tập trung chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho đàn vật nuôi. Bây giờ thì nó đã như thế này, chuyển vận chuyển đi, vận chuyển lại, nó sẽ chết con lợn và sẽ phải cố gắng để giữ cái đàn vật nuôi, dù là vất vả, dù kinh tế nó phải hao hụt hơn nhưng vẫn phải khắc phục để giữ cái đàn vật nuôi từ đến cuối năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến những ngày gần đây, bão số 3 đã gây thiệt hại ở mức rất lớn, trong đó hơn 21.000 con gia súc, 2,6 triệu con gia cầm bị chết. Đây là những con số thống kê ban đầu về số lượng, còn giá trị thiệt hại là chưa thể tính toán hết được. Về phía các địa phương cũng đang gấp rút triển khai nhanh các giải pháp sớm giúp người dân ổn định sản xuất. Các cái cây giống, con giống thì đối với Ủy ban dân xã thì chúng tôi tập trung chỉ đạo. Thứ nhất là nguồn tại chỗ từ các trang trại, từ các hộ gia đình mà có chăn nuôi về con giống, sản xuất con giống, các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng sẽ tìm các cái nguồn để phục vụ cho cái nhu cầu chăn nuôi của bà con trên địa bàn của xã. Trải qua dịch bệnh rồi đến thiên tai, kinh tế của chăn nuôi lúc này phần lớn đều ở trong tình cảnh khó khăn. Mong muốn của họ lúc này là được hỗ trợ vốn vay, giá cả nông sản ổn định phù hợp để có sức gắng gượng và vượt qua.